Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay tiếp tục những con lọc 231 về các bác nhé. Con lọc này thì chắc là không xa lạ gì với các bác nữa. Các bác có thể nhìn thấy là những hàng này thì nó rất là chất lượng. Nó có những cái mã vạch và đánh số thứ tự. Sản xuất trên dây chuyền rất là lớn. Là chất lượng rất là cao và tỷ lệ lỗi nó rất là thấp các bác nhé. Những dòng lọc 231 này thì giá của nó bây giờ rất là rẻ rồi. Chỉ 1.400.000 đồng thôi. Các bác đã sở hữu được một chiếc lọc và nó sử dụng tới 31 cần. Các giải tần sử dụng từ 20Hz cho đến 20kHz. Đấy. Rất là giải tần sử dụng rất là rộng và nó sử dụng những cái cần gạt này thì gạt rất là chuẩn nữa nhé. Nên các bác sử dụng trong karaoke gia đình hoặc muốn cắt hú hoặc là muốn nâng bát nâng tép hoặc cắt những giải tần không mong muốn thì rất là hiệu quả. Cộng thêm nó có răng gơ giúp cho tăng biên độ giải tần. Lao cắt để cắt ù xì, nhất là ù các bác nhé. Nhiều nhà các bác thì nhiều người dùng những cái đôi loa nó không được tốt cho lắm, thì ví dụ tiếng bát nó không được chắc gọn, nó bị hay bị ù, thì chúng ta nên sử dụng cái nút lao cắt này cắt ù. Đấy, rất là tốt. Cái nút đây là nút input gain Sanger. Chủ yếu là khi ta sử dụng cái con lọc này thì sử dụng chủ yếu là dùng lao cắt hoặc là Sanger. Sanger là tăng biên độ giải tần, thì nghe bass check nó mạnh hơn rất là nhiều khi nghe nhỏ các bác nhé. Nếu các bác nghe nhỏ thì các bác nên ấn Sanger, còn nghe to thì có nghĩa là không cần, có lẽ là không cần. Còn lao cắt thì bị ù thì chúng ta sử dụng thôi. Với 1.400.000 đồng thì cái con lọc 231 này là một cái lựa chọn rất là tốt các bác nhé. Sử dụng tới rắc 6 ly và rắc Canon. Tất cả những dòng này em sẽ tặng dây rắc đầy đủ cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy input 2, input 1. Dòng lọc này thì không còn gì để mà bàn nữa rồi. Sử dụng quá tốt và hầu như không có lỗi. Hầu như không có lỗi các bác nhé. Tỷ lệ lỗi thì 0%, 0% hoặc 0.mấy% thôi, rất là ít lỗi. Tỷ lệ lỗi cực kỳ ít khi em bán cái con lọc này. Và sử dụng thì rất là tuyệt vời. Hầu như không ai có thể chê trách được cái con lọc này. Giá rất là ưu đãi, 1.400.000 đồng. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới thôi nhé. Hoặc là truy cập website thangcaoaudio.com để xem được những sản phẩm mới nhất bên em. Sắp tới em có rất nhiều những sản phẩm mới về. Những chiếc lọc này thì vẫn về rất đều không nhé. Vì những chiếc lọc này giá vừa bình dân, hiệu năng lại tốt. Sử dụng cho karaoke gia đình hoặc là nghe nhạc thì rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác ở những clip lần sau.